Tiếp theo tập trước lại nói, lúc bây giờ bên bờ Tốn Phong Hạp đối diện, thanh âm của Đa Âm Đế Quân xuyên qua tiếng gió truyền tới. Hắn lạnh lùng lên tiếng, mau vượt qua Tốn Phong Hạp, toàn bộ tướng sĩ nghe lệnh, vượt qua Tốn Phong Hạp cho ta. Chín con mắt của bản kê không ngừng co rút lại, đột nhiên bật cười ha hả, tự phụ vạn phần nói, Dịch Quân Vương, người đã xem thường nội tình của hoàng tộc ta rồi. Bản hồ thị ta từ thời đại địa ký cũng đã liền tồn tại, kéo dài cho tới bây giờ không diệt. Ngươi còn chưa nhìn thấy một mặt cường đại nhất của bản hồ thị ta đâu. Thân thể của hắn lay động, đột nhiên biến thành một con bản hồ ba đầu long thân, phía sau có một cái đuôi thật dài, thân quân lấy thiên hà. Chỉ thấy đám cường giả bản hồ thị còn lại cũng nhao nhao hiện ra chân thân, đều biến thành chân thân bản hồ, phóng người nhảy lên, đáo xuống trên người bản kê. Long lân trên người bản kê lóe sáng rồi mỉm cười nói, Dịch Quân Vương, hôm nay ta không liều mạng với ngươi, đợi tới khi đế binh của bản hồ thị ta hàng lâm, ta và ngươi sẽ phân một trận sinh tử ở trên chấn thiên quan vậy. Hắn phóng người nhảy lên, bỏ chạy như bay, rất nhanh đã bay đi thật xa. Ngươi đi không được đâu. Tâm niệm của Trung Nhạc khẽ động, thôi động thiên dực cổ thuyền đuổi theo. Cái đầu rồng dữ tợn thật lớn phía trước cổ thuyền đụng thẳng về phía bàn kê. Thân thể cao lớn của bàn kê nhảy nhót như bay, lách người tránh thoát khỏi cổ thuyền. Trong nháy mắt, con bản ngao này giao thoa lướt qua cổ thuyền. Âm Phụ Khang và 6 vị đế quân Âm Khang Thị nhất tề bạo khởi công kích về phía bàn kê, mà thần binh của Tiên Thiên Cấm Quân trên thuyền cũng như mưa rào rào đánh về phía đám cường giả bàn hồ thị ở chân lưng bàn kê kia. Đám cường giả bàn hồ thị chân lưng bàn kê cũng nhảy nhót như bay, không ngừng giống lớn, thôi động thần thông, tế khởi thần binh, song phương mạnh mẽ đối kháng, giết tới trời long đất lở. Đám cường giả bàn hồ thị này bản lĩnh phi phàm, tốc độ thi triển thần thông còn nhanh hơn những thần ma khác gấp mấy lần. Đám thần ma bên phía Trung Nhạc bên này thi triển ra một đạo thần thông, mà bọn họ đã có thể thi triển ra ba đạo thần thông. Tiên Thiên Cấm Quân tế khởi một kiện thần binh, đám cường giả bàn hồ thị đã có thể đồng thời khiến cho ba kiện thần binh bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Bàn kê cũng triển lộ ra một mặt cường đại của hoàng tộc. Ba cái đầu lớn lay động, phía sau mỗi cái đầu lớn đều hiện ra một tầng lục đạo luân hồi, tổng cộng có tới 3 tầng lục đạo luân hồi. Ba đạo thần thông lục đạo đồng thời bạo phát, cho dù là Âm Phụ Khang liên thủ với 6 vị đế quân cũng không thể chiếm được bất luận tiện nghi gì. Muốn lưu lại ta sao? Dịch Quân Vương, ngươi nằm mơ đi, hóa sinh huyền công. Thân thể của hắn đột nhiên lay động, nhất thời có thêm hai con bản ngao bản kê khác bay ra cùng với bản thể, đồng thời giáp công về phía cổ thuyền. Sắc mặt của Âm Phụ Khang đại biến, cùng với 6 vị đế quân đổi công làm thủ. Nhưng lúc này Trung Nhạc đã hợp nhất bát trận đồ, thân thể rơi vào trong bát trận đồ, lực lượng của 1400 vạn thần ma cuồn cuộn hội tụ tới. Hoàng tộc bản hồ sao? Có thể so với hoàng tộc phục khi ta sao? Trung Nhạc rít cả một tiếng, thân thể lay động, hiện ra chân thân phục khi, đầu người đuôi rắn long lân, 33 tầng động thiên trong cơ thể ầm ầm liền mở ra, lực lượng cuồn cuộn vọt tới. Ong một tiếng, ba con mắt hắn toàn bộ đều mở ra, thần tâm chấn động, thần cốt tranh minh, tiên thiên long lân trên phần eo lang keng vang dội, chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới, chiếu rọi hết thảy mọi ảo diệu thần thông. Lực lượng hoàng tộc phục khi bàng đại từ trong cơ thể của hắn không giữ lại chút nào, hoàn toàn đại phóng. Trung Nhạc gầm lên một tiếng, giơ tay tế đao, thần đao chẩm đạo rơi xuống, trên trán một tôn phân thân bản kê nứt ra, trong đầu bạo phát đao quang sáng chói tới cực điểm, chém đứt nhục thân hắn ra làm đôi. Bang một tiếng, đuôi rắn của Trung Nhạc quấn lên một tôn phân thân bản kê khác, hất bay lên giữa không trung, hất hắn xoay tròn như một con quay vậy. Hai tay Trung Nhạc nắm đao xoay người, cua đao chém xuống. Phân thân bản kê đang lúc xoay tròn bị đạo đao quang chẩm đạo kia cắt thành không biết bao nhiêu khối. Chân thân phục khi sao? Chân thân của bản kê kêu lên sợ hãi, lập tức xoay người bão tắp chạy đi. Dịch Quân Vương, người cũng dám giải khai chân thân phục khí ư? Người là giải khai chân thân phục khí ở trong thế ngoại chi địa sao? Người nhất định sẽ chết thôi, ngay cả Tiên Thiên Đế Quân cũng không cứu nổi ngươi đâu. Thiên dực cổ thuyền gào thét lao tới, trong mấy cái nháy mắt đã đuổi theo bản kê. Mà vào lúc này, đại quân Lũy Bích Quan ở phía sau cũng điên cuồng chạy tới. Bản kê cũng không chính diện va chạm với Trung Nhạc, chỉ chống lại mấy chiêu, lập tức một lần nữa bỏ chạy. Trung Nhạc lại một lần nữa đuổi theo. Âm Phụ Khang và 6 vị đế quân Nam Khang Thị kia thế không tiếp tục vây công bản kê nữa,
mà thống hạ sát thủ với đám cường giả bàn hồ thị ở chân lưng bàn kê kia. Không biết bao nhiêu cường giả của bàn hồ thị không ngừng gặp phải tai ương, chết dưới thần thông của bảy vị đế quân này. Bàn kê không khỏi cắn răng, nếu như cường giả bàn hồ thị cứ tiếp tục bị thương vong như vậy, sợ rằng thủy sư bàn hồ cũng sẽ theo gót chân của Vũ Lâm quân không còn tồn tại nữa. Đế phù ra. Mi tâm của hắn chợt lóe lên, tới khởi một đạo đế phù. Đế phù bắt đầu thiêu đốt, một cỗ đế uy ngập trời phóng thẳng lên cao, uy nghiêm của thiên đế bằng đại bao phủ xuống dưới. Chín quả nhãn đồng thật lớn xé rách hư không, giống như một vị đại đế thượng cổ hàng lâm, một cỗ uy năng hủy thiên diệt địa đánh thẳng về phía Trung Nhạc và Âm Phụ Khang. Mau cùng ta tế khởi phù tăng thần thụ nào. Trung Nhạc cầm lên một tiếng, tế khởi phù tăng thần thụ. Đám người Âm Phụ Khang lập tức quán nhập toàn bộ pháp lực của chính mình vào trong đấy. Ở phía sau, Đa Âm Đế Quân nhìn thấy uy năng của đế phù kia bạo phát, nhất thời giận cả tóc gáy, gấp gáp quát lớn: toàn bộ tướng sĩ Lũy Bích Quan cùng nhau tế khởi cây thần thụ kia. Hơn 2.000 vạn tướng sĩ của Lũy Bích Quan nhao nhao tuôn trào pháp lực, gần như không cần mạng quán nhập vào trong phù tăng thần thụ. Uy năng của phù tăng thần thụ được thôi phát lên tới tận cùng, đế uy bùng phát dập trời ngập đất, vô số sợi rễ cùng cành lá tràn ngập hỗn độn hỏa, từng đạo khí hỗn độn giống như cầu vồng từ trên tán cây rũ xuống. Cây thần thụ giống như chống đỡ thương thiên, nghênh đón chín quả thần nhãn đồng kia. Toàn trường một mảnh trầm tịch, một sự tĩnh lặng khó có thể tưởng tượng, không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ có sự chấn động. Đó là một cỗ chấn động khiến cho người ta phải run rẩy sợ hãi, dường như muốn chấn động hết thảy nhục thân và nguyên thần của hơn 4.000 vạn thần ma ở đây thành bột mịn. Tiếp theo, uy năng khủng bố xé rách không gian, địa thủy phong hỏa cuồn cuộn thổi quét bốn phương tám hướng, xé rách tinh không, đánh nát từng khỏa tinh cầu. Thậm chí ngay cả vách đá Tốn Phong Hạp chắc chắn không thể phá vỡ kia cũng đã bị phá hủy hơn ước vạn dặm. Vách đá dưới sự trùng kích khủng bố không ngừng bị đổ sụp, bị vỡ nát, biến thành địa thủy phong hỏa. Đám người Trung Nhạc đứng phía sau phù tăng thần thụ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến thành đại dương địa thủy phong hỏa, ba động mênh mông. Hai cỗ đế uy mạnh mẽ khôn cùng va chạm với nhau, năng lượng bùng phát ra quả thật là cực kỳ kinh người. Một lúc lâu sau, đế uy bình ổn trở lại, chỉ có phía sau phù tăng thần thụ mới tính là an toàn. Những khe nứt thời không cũng khiến cho không gian xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Không gian phía chân bọn họ giống như đang phiêu phù trên nham tương nóng cháy vậy, không ngừng run rẩy. Mà phía trước phù tăng thần thụ, một cái đại hạp cốc ngăn cách thời không xuất hiện, dài không biết bao nhiêu. Trong hạp cốc vẫn đang không ngừng phun trào địa thủy phong hỏa, tràng cảnh hỗn loạn đến dị thường. Trung Nhạc leo lên phù tăng thần thụ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bàn kê bị thương bỏ chạy, một đường lưu lại thần huyết loang lổ. Có thể đuổi theo không? Đa Âm Đế Quân cũng leo lên phù tăng thần thụ, tế xuất một kiện thần binh. Kiện thần binh bay về phía đại hợp cốc kia, đột nhiên chỉ nghe soạt một tiếng, kiện thần binh kia xúc động đế uy còn sót lại, nháy mắt liền biến thành tro bụi. Sắc mặt của Đa Âm Đế Quân khẽ biến, lắc lắc đầu nói: không thể đi qua được nữa rồi. Ngay cả Trung Nhạc cũng trận trận tim đập nhanh. Trong đế phù mà bàn kê tế xuất đã phong ấn một đạo thần thông của đại đế đỉnh phong, mà uy năng của phù tăng thần thụ cũng được bọn họ thôi phát tới mức tận cùng, không nghĩ tới uy lực vậy mà lại cường hãn đến như vậy. Nếu là hai vị đại đế chân chính giao phong, uy lực sợ rằng còn cường đại hơn so với hiện tại không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Tân Hỏa cũng kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm nói: đây là đế phù do tôn đế kia của bản hồ thị lưu lại hay sao? Uy lực vậy mà cường đại như vậy ư? Kẻ lưu lại đế phù nhất định là một vị địa hoàng địa ký của bàn hồ thị rồi. Chỉ có đại đế vô song chấn áp một cái thời đại mới có được thực lực bậc này thôi. Tôn đế của hỗn độn thị kia cũng không tầm thường, vậy mà có thể luyện một nhánh cây tới loại trình độ này, có thể sánh ngang với địa hoàng thời thượng cổ rồi. Thân là hoàng tộc, bàn hồ thị quả thật không thể khinh thường, nội tình sâu khó có thể tưởng tượng, có chỗ ngay cả đế tộc cũng không thể sánh bằng. Đi vòng qua cái hạp cốc này chỉ sợ cũng đã không đuổi kịp bàn hồ kê rồi. Âm Phụ Khang khẽ cau mày nói: bản kê ăn phải thua thiệt lớn như vậy, nhất định là sẽ trở về Thiên Hà Chi Châu mời ra đế binh của bàn hồ thị. Thủy sư bàn hồ đã bị tàn phế, không đáng để lo đâu. Hắn mời được đế binh của bàn hồ thị tới chỉ sợ cũng đã trôi qua nửa năm đằng đẵng rồi.
Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Trở về Trấn Thiên Quan, Thủy Sư Thiên Đình sắp tới rồi, trận chiến này..." Khóe mắt của hắn nhảy lên một cái. Trận chiến này cũng chỉ vừa mới bắt đầu, trận đánh ác liệt chân chính vẫn còn ở phía sau. Trận chiến tiếp theo sợ rằng bọn họ sẽ phải đối mặt với Thủy Sư Thiên Đình tiếng tăm lừng lẫy và Hoàng Đình Thị cùng với Chư Thiên Thần Đạo Chung rồi. Bọn họ có thể ngăn cản được hay sao? Trấn Thiên Quan có thể thủ được hay sao? Cho dù có thể chống đỡ được, nhưng tướng sĩ Trấn Thiên Quan sẽ bị hao tổn bao nhiêu? Sau khi chống đỡ được trận chiến này rồi, sợ rằng sẽ có viện quân Đại Đình Thị, còn có thể có các đế tộc, vương tộc cùng hộ thiên đình khác nữa lần lượt xuất hiện. Trấn Thiên Quan đã định trước sẽ trở thành một mảnh chiến trường, biến vô số thần ma thành thi thể, một cỗ máy xay thịt chân chính. Trung Nhạc chia tay với Đa Âm Đế Quân, thôi động thiên dực cổ thuyền bay về Trấn Thiên Quan, trong lòng thầm nghĩ: không biết thi thể của thần ma có sẽ chất đầy tinh hà xung quanh Trấn Thiên Quan ta hay không đấy. Lúc này tại Trấn Thiên Quan, Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề đứng trên thành lâu, nhìn về phía Thủy Sư Thiên Đình càng lúc càng gần trên tinh hà ngoài. Những nơi Thủy Sư Thiên Đình đi qua, hư không tự động tuôn ra một dòng thiên hà không ngừng lan tỏa. Tinh quang trên thiên hà cực kỳ rực rỡ, thần quang chiếu rọi ra bốn phía, chiếu sáng vô số lâu thuyền đại hạm sáng ngời. Đột nhiên, đám lâu thuyền đại hạm kia nhao nhao dừng lại, sau đấy đã thấy mấy ngàn vạn thần ma nhao nhao tới khởi từng cây thần thung bắt đầu dựng trại đóng quân. Bọn họ hành động cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp, cũng không vội vàng tiến công chút nào cả. Dòng thiên hà kia càng lúc càng rộng lớn, biến phía trước Trấn Thiên Quan thành một mảnh tinh hải. Doanh trại Thủy Sư Thiên Đình chính là phiêu phù trên tinh hải. Lâu Chính Sư trầm mồn dị thường, lại còn hạ lệnh để cho Thủy Sư Thiên Đình dựa theo tập quán hàng ngày tiếp tục thao luyện, phảng phất như không để Trấn Thiên Quan trong lòng chút nào vậy. Lâu Chính Sư là một kình địch, hắn đang đợi Hoàng Đình Thị tới, muốn dùng ưu thế binh lực để thôn tính Trấn Thiên Quan. Kim Hà Hề ngưng trọng nói: tốc độ của đại quân Hoàng Đình Thị mặc dù chậm một chút, bất quá không bao lâu nữa cũng hẳn sẽ tới đây rồi. Hô hấp của Âm Vân Huyên có chút dồn dập. Ở trước mắt trấn thủ Trấn Thiên Quan chỉ có mỗi mình Thủy Sư Âm Khang Thị. Thủy Sư Âm Khang Thị so với Thủy Sư Thiên Đình dù sao vẫn còn kém hơn một chút. Cho dù có thể dựa vào địa lợi, nhưng nghĩ muốn bảo vệ Trấn Thiên Quan cũng có chút khó khăn. Mà Lâu Chính Sư lại càng là danh tướng thiên đình, với tồn tại đẳng cấp này giao đấu nàng không có nắm chắc. Đột nhiên hư không chợt ong ong chấn động, một chiếc cổ thuyền lái ra khỏi tầng tầng không gian xuất hiện ở bên trong Trấn Thiên Quan. Trung Nhạc, Âm Phụ Khang đi xuống cổ thuyền, đi lên trên thành lâu. Hơn 1.000 vạn thần ma tiên thiên cấm quân thì lui xuống nghỉ ngơi. Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ quan sát đám tiên thiên cấm quân kia, trong lòng thoáng trầm xuống. Thần ma của tiên thiên cấm quân trở về chỉ còn lại có khoảng chừng 1.300 vạn, thậm chí ngay cả 8.000 phục khi cũng đã chết trận không ít. Hiện tại chỉ còn lại có 7.000 người. Trung Nhạc xuất lĩnh tiên thiên cấm quân bôn tập Vũ Lâm quân và Bàn Hồ Thị vẫn là khiến cho quân lực tổn hao rất nhiều. Trung Nhạc leo lên thành lâu, phóng tầm mắt nhìn ra xa, sắc mặt thoáng trầm xuống. Ngay sau đó khuôn mặt giãn ra, mỉm cười nói: Lâu Chính Sư, nghĩ muốn kéo dài thời gian phải không? Không cho hắn cơ hội kéo dài, hắn không phải là đã hạ trại rồi sao? Khiến cho hắn phải nhổ trại rút đi. Hà Hề, ngươi tới chỉ huy đại quân. Kim Hà Hề thoáng ngẩn người, Trung Nhạc hiệu lệnh cho tiên thiên cấm quân để cho bọn họ chỉnh đốn hàng ngũ, tạm dừng nghỉ ngơi. Âm Phụ Khang cũng nói: Huyền Nhi, ngươi tới chỉ huy Thủy Sư, ta ở trên xoáy hãm nghe ngươi chỉ huy. Âm Phần Huyên cũng ngẩn người ra, cảm giác áp lực sâu sắc. Trung Nhạc và Âm Phụ Khang giao đại quyền chỉ huy đại quân cho hai nữ lưu bọn họ, chính mình lại trở thành chiến lực tiến vào chiến trường, không khỏi khiến cho các nàng có cảm giác áp lực. Mau tế thần mộc thung. Trung Nhạc trầm giọng quát lớn. Chín vị thống lĩnh tiên thiên cấm quân, đám binh nhung, Thu Y, Hỏa Dung, Ngu Nhung, Hoa Vân, Thương Nhai, Thái Tuế, Lê Hoa và Xích Tùng, mỗi người tế khởi một cây thần mộc thung. Đám thần mộc thung dựng thẳng trong quang luân sau đầu bọn họ. Âm Phụ Khang đắp xuống trên xoáy hạm Thủy Sư Âm Khang Thị, truyền lệnh cho các thuyền lĩnh quát lớn: Mau tế thần mộc thung. Thuyền lĩnh các lâu thuyền đại hạm Thủy Sư Âm Khang Thị nhao nhao tế khởi thần mộc thung, cũng đều dựng thẳng ở trong quang luân sau đầu. Cùng lúc đấy, trên thành lâu, từng gã thần ma Trấn Thiên Quan tiến vào các tòa tinh môn. Từ trong tinh môn 9 trấn 12 bảo bước ra,
cao giọng quát lớn: "Chủ công có lệnh, tế thần Mộc Thung!" Đám người Phù Văn, Phù Lê, Phù Liệt, Phù Sơn, Mục Tô Ca, chấn thủ chín chấn 12 bảo nhao nhao tế khởi thần Mộc Thung, hiệu lệnh đại quân dưới trướng chỉnh trang chờ đợi mệnh lệnh. Trung Nhạc nhìn về phía Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề không người nói: "Hai vị phu nhân, chiến cuộc giao cho các ngươi, chém giết giao cho chúng ta." Âm Phần Huyên lộ ra thần sắc không đành lòng, thấp giọng nói: "Phu quân, mấy tháng qua ngươi cũng chưa từng nghỉ ngơi chút nào cả. Tiên Thiên Cấm Quân ở trên thuyền còn có thể nghỉ ngơi, mà ngươi..." Trung Nhạc một đường nam chinh bắc chiến, không ngừng thôi động thiên dực cổ thuyền, tinh thần và pháp lực của hắn liên tục tiêu hao, thời điểm chiến đấu lại càng tiêu hao kịch liệt. Suốt mấy tháng qua, hắn có thể nói là chưa từng có một giây một khắc nào nghỉ ngơi cả. Âm Phần Huyên nhìn ra hắn đã mệt mỏi, lo lắng hắn sẽ khiến cho chính mình mệt mỏi tới mức suy sụp. "Vô Phương, đánh xong trận này rồi lại nghỉ ngơi cũng không muốn." Trung Nhạc khẽ mỉm cười, cao giọng quát lớn: "Mau mở cửa thành!" Thanh âm của đám thần tướng thủ vệ cửa thành nhất thời vang vọng: "Mở cửa thành!" Trên thành lâu, chín gã thần ma thổ lên kèn lệnh thật dài. Ngoài cửa thành, đám tạo vật chủ canh gác cửa thành hiện ra chân thân, kéo động sợi xích, ra sức tiến về phía trước, kéo ra cửa thành khổng lồ. Trung Nhạc xuất lĩnh đại quân xuyên qua cửa thành, nối đuôi nhau đi ra. 1.300 vạn Tiên Thiên Cấm Quân hào hào đáng đáng từ trong cửa thành đi ra. Cửa thành khổng lồ cũng bị nhồi đầy. "Bắc cầu!" Xích Tùng cao giọng hạ lệnh, chỉ nghe thanh âm vù vù vang lên. Từng tấm thần mộc bản bay ra, trải dọc trên tinh hà. Bước chân của Trung Nhạc tiến tới chỗ nào, đám ván gỗ cũng không ngừng lót tới chỗ đấy. Lê Hoa đi ở cuối cùng đàn quân, cao giọng quát lớn: "Thu cầu!" Đám thần ma phía sau nhau nhau thu hồi thần mộc bản. Trên đầu bọn họ, ngàn cặp cánh chim của thiên dực cổ thuyền chậm rãi chấn động, di chuyển theo bọn họ. Một đạo bóng mờ khổng lồ bao phủ trên người Tiên Thiên Cấm Quân. Mặt dưới của Chấn Thiên Quan, Âm Phụ Khang xuất lĩnh lâu thuyền đại hạm của thủy sư Âm Khang Thị chạy ở bên dưới tinh hà. Từ xa nhìn lại, Tiên Thiên Cấm Quân của Trung Nhạc và thủy sư Âm Khang Thị cùng nhau tạo thành hai hình ảnh trái ngược với nhau. Nếu đứng ở chỗ đầy đủ cao, sẽ có thể thấy được một con Tam Túc Kim Ô to lớn khôn cùng đang mở ra cặp cánh, giơ lên ba chân, mà Tiên Thiên Cấm Quân của Trung Nhạc và thủy sư Âm Khang Thị chính là hai cái mỏ chim của Kim Ô. Lúc này, mỏ chim đang mở ra, lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Tiên Thiên Cấm Quân của Trung Nhạc và thủy sư Âm Khang Thị một trên một dưới lao ra, giết thẳng về phía đại quân của thủy sư Thiên Đình. Đồng thời lúc này, thanh âm chuông trống ầm vang, thủy sư Thiên Đình điều binh khiển tướng. Trong đại doanh trung quân, thân ảnh của Lâu Chính Sư từ từ dâng lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, giống như một gã cự nhân vô song đang quanh chân ngồi trong thủy sư Thiên Đình vậy. Đám lâu thuyền đại hạ bốn phía đều lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Hắn nhìn về phía trận thế của Trung Nhạc, cặp mày nhíu chặt. "Một trên một dưới sao? Đây là phương thức tấn công gì vậy?" Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại phương thức tấn công kỳ quái này, lập tức truyền lệnh xuống để cho hai vị phó đô đốc thủy sư nghênh đón Âm Phụ Khang và Trung Nhạc, mà bản thân hắn thì tiếp tục quan sát hư thực. Vị phó đô đốc nghênh chiến Âm Phụ Khang lệnh cho hạm đội lái vào mặt dưới của tinh hải. Hạm đội thủy sư Thiên Đình va chạm thẳng với hạm đội của Âm Khang Thị. Hai chi đại quân của Trung Nhạc và Âm Phụ Khang giống như cái mỏ lớn của Ô Kim Ô, hung hăng nổi xuống, không ngừng tầm ăn dỗi thủy sư Thiên Đình. Tổng kích chính phán cũng không phải là 10 phần cao minh, thủy sư Thiên Đình ta ngược lại cũng có thể nghênh chiến được. Lâu Chính Sư quan sát động tĩnh một hồi, khẽ mỉm cười, hạ lệnh cho thêm càng nhiều thủy sư Thiên Đình ra nghênh chiến. Từng chiếc chiến hạm gia nhập vào trong trận chiến. Đúng lúc này, Trung Nhạc và Âm Phụ Khang lại hạ lệnh lui về phía sau, thối lui về phía Chấn Thiên Quan. Thủy sư Thiên Đình thừa thắng truy kích tới. Đột nhiên phía dưới đại doanh thủy sư Thiên Đình, Phù Kỳ Chi xuất lĩnh thần hoàng, ma hoàng của sáu bảo xuất hiện, giống như sáu thanh đao nhọn đâm vào trong thủy sư Thiên Đình. Trong lúc nhất thời đã tạo thành hỗn loạn không nhỏ. Sắc mặt của Lâu Chính Sư đại biến, điều binh khiển tướng toàn lực bao vây tiêu trừ đám thần hoàng ma hoàng do Phù Kỳ Chi xuất lĩnh. Nhưng lúc này lại có Phù Văn, Phù Liệt và Phù Lê xuất lĩnh binh lực ba chấn cánh trái giết tới, công kích cánh trái của thủy sư Thiên Đình. Mà Phù Kỳ Chi thì nhân cơ hội xuất lĩnh thần hoàng ma hoàng của sáu bảo lui về phía sau. Đồng thời Tiên Thiên Cấm Quân của Trung Nhạc và thủy sư Âm Phụ Khang lại hung hăng cắn tới, kịch liệt va chạm với thủy sư Thiên Đình.
Lâu Chính Sư điều động đại quân dự định đi săn bằng cánh trái thì phía trước đã gặp phải công kích. Đợi sau khi phân binh đối phó phía trước, đám người Phù Lê, Phù Liệt ở cánh trái đã xuất binh lui về phía sau, mà phía cánh phải thì lại có đám người Phù Sơn và Mục Tô Ca xuất lĩnh tướng sĩ ba chấn cánh phải giết tới, cắt vào cánh phải của Thủy Sư Thiên Đình. Ở phía trước, Tiên Thiên Cấm Quân và Thủy Sư Âm Khang Thị kéo xuống một mảng thịt liền lui về phía sau, mà phía dưới lại có Thần Hoàng Ma Hoàng của sáu bảo còn lại của Phù Viêm Sơn xuất lĩnh giết tới. Trên trán của Lâu Chính Sư toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ muốn đích thân xuất chiến, nhưng nếu hắn đích thân xuất chiến sẽ mất đi sự trưởng khống đối với đại cục, sợ rằng càng khó có thể đối phó với thế công của Chấn Thiên Quan. Thân là chủ soái ở phía sau quân thống ngự đại cục càng quan trọng hơn so với đích thân ra chiến trường. Bất quá nếu hắn không xuất động, tuyệt đối không có cách nào phá giải phương thức công kích cổ quái này của Trung Nhạc cả. Lâu Chính Sư gầm lên một tiếng, bay thẳng lên không trung, giết về phía ba chấn cánh trái, đang định nhất cỗ tác khí giết sạch hết thảy đám thần ma của ba chấn cánh trái. Nhưng lúc này đây, Kim Hà Hề đã hạ lệnh ba chấn cánh trái toàn lực triệt thoái về phía sau. Ba chân ba chấn 12 bảo, ba chấn cánh phải kể cả Thủy Sư Âm Khang Thị cùng với Tiên Thiên Cấm Quân nhất tề phát động tổng tiến công. Lâu Chính Sư nhìn thấy trận thế này, da đầu nhất thời tê dại, vội vàng đình chỉ truy kích ba chấn cánh trái, lắc mình trở về, đi tới trước trận chống đỡ, cao giọng nói: "Nhổ trái, triệt thoái về phía sau." Có hắn đoạn hậu, Thủy Sư Thiên Đình lập tức phân công, có kẻ tham gia chống đỡ quân địch, có kẻ phụ trách nhổ trại. Trung Nhạc và Âm Phụ Khang xuất lĩnh đại quân công kích Lâu Chính Sư ở phía trước, cánh trái cánh phải và ba chân vẫn như cũ đang tiến tiến thối thối, không ngừng tầm ăn dỗi xé rách đại quân Thủy Sư Thiên Đình, khiến cho Thủy Sư Thiên Đình tử thương thảm trọng. Trên trán của Lâu Chính Sư toát ra mồ hôi lạnh, gấp gáp nói: "Không cần nhổ trại nữa đâu, toàn lực rút lui." Thủy Sư Thiên Đình lưu danh chạy lại tại chỗ, lui nhanh về phía sau. Kim Hà Hề lập tức hạ lệnh để cho chư quân đình chỉ tiến công mà tiến hành cướp đoạt doanh trại của Thủy Sư Thiên Đình. Thủy Sư Thiên Đình vội vội vàng vàng rút đi, lưu lại vô số quân nhu lương thảo, hết thảy đều bị đám người Trung Nhạc trở về Chấn Thiên Quan. Ngay cả Thần Mộc Thung cũng dỡ đi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Trung Nhạc truyền lệnh xuống cho chư quân. Thủy Sư Thiên Đình lui về phía sau một tinh địa, hạ lệnh dựng trại đóng quân. Tinh địa là đơn vị tính chiều dài của vũ trụ, khoảng cách chừng một cái thái dương hệ. Bọn họ vừa mới hạ xong doanh trại, đã thấy Tiên Thiên Cấm Quân và Thủy Sư Âm Khang Thị lại một lần nữa giết tới, vẫn là trận hình lúc trước, giết cho đại quân Thủy Sư Thiên Đình tơi bời hoa lá. Lâu Chính Sư lại phải hạ lệnh vứt bỏ doanh trại, một lần nữa triệt để triệt thoái về phía sau. Đã thấy đám người Trung Nhạc vẫn như cũ không có thừa thắng truy kích, mà lại tiếp tục cướp đoạt doanh địa bọn họ lưu lại. Ngay cả đám Thần Mục Thung dùng để hạ trại cũng rút lên trở về Chấn Thiên Quan. "Còn mẹ nó chứ!" Lâu Chính Sư bực tức chửi ầm lên: "Lầu thống soái có tiếp tục hạ trại nữa hay không?" Một vị phó đô đốc hỏi, sắc mặt của Lâu Chính Sư nhất thời tối sầm. Nếu hạ trại, đám khốn kiếp này sẽ lại tự đánh úp doanh trại. Còn nếu không hạ trại, đại quân không có địa phương đặt chân, sĩ khí suy giảm. Chỉ riêng việc thôi động lâu thuyền mỗi ngày đều sẽ tiêu hao đại lượng thần dược, linh dịch, rất nhanh sẽ khiến cho đại quân cạn kiệt lương thảo. "Hả?" Lâu Chính Sư cắn răng nói. Qua không bao lâu, Kim Hà Hề lại hạ lệnh, chỉ thấy đại quân Chấn Thiên Quan vẫn là dùng loại thế công lúc trước, lại đánh tới, đánh úp doanh trại. Lâu Chính Sư mặt đen như cắt, sau khi hỗn chiến một trận, chỉ đành một lần nữa lui về phía sau. Cứ như vậy nhiều lần, thời gian mười mấy ngày, Thủy Sư Thiên Đình đã bị cướp bóc tới 5 lần, lui về phía sau 5 tinh địa. Quân nhu lương thảo cơ hồ toàn bộ bị cướp sạch, chỉ còn lại có lâu thuyền và thần khải, binh khí trên người tướng sĩ là không bị cướp đi. "Còn mẹ ngươi, Dịch Quân Vương, lại dùng cái loại quỷ kế này mà đối phó với ta sao?" Lâu Chính Sư đã thực sự nổi trận lôi đình, đang định hạ lệnh rút quân, đột nhiên chợt thấy đám người Trung Nhạc gióng cảnh thu quân, nhanh chóng thối lui về phía sau. Trong lòng của Lâu Chính Sư không khỏi giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại quân Hoàng Đình Thị đang từ xa chạy tới đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Trung Nhạc và Âm Phụ Khang xuất quân trở về Chấn Thiên Quan, Âm Phụ Khang không khỏi tán thưởng: "Lâu Chính Sư quả nhiên không tầm thường, bại mà không loạn. Hắn liên tiếp thất bại 5 lần cũng không để chúng ta chiếm được bao nhiêu tiện nghi, thật không hổ là danh tướng của Thiên Đình."
Trung Nhạc gật đầu cũng tán thưởng không thôi, nói hắn so với Tuế Kinh Hồng thì lại hại hơn rất nhiều. Thủy sư Thiên Đình hội họp với đại quân Hoàng Đình Thị, sắc mặt của Lâu Chính Sư đen như muội than, âm trầm đến mức có thể dọa chết người. Hắn trước sau nói lại một lần những tao ngộ của chính mình với Trung Nhạc, cuối cùng mới nói: Dịch Quân Vương huấn luyện quân đội cực kỳ quỷ dị, công kích xuất quỷ nhập thần, Mục Tiên Thiên bái hắn là tướng, quả nhiên là sự lựa chọn chính xác mà. Chấn Thiên Quan này tuyệt đối là một khúc xương cứng đây, vô cùng khó gắm. Trong vòng 10 ngày, chiến bại liên tiếp 5 lần, cả 5 lần đều bị đánh úp doanh trại, vứt bỏ đại doanh 5 lần, căn bản không thể yên ổn hạ trại đóng quân. Quân Nhu Lương Thảo cơ hồ bị cướp sạch không còn, tổn binh hại tướng. Đối với danh tướng Thiên Đình, đẳng cấp như hắn, quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Đình Đạo Cực mỉm cười nói: Lâu Sư Huynh, trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là phù du. Cho dù Dịch Quân Vương quỷ kế có đa đoan đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể đối kháng được với liên quân của hai nhà chúng ta đâu. Càng huống chi lần này ta còn mang theo đế binh của Hoàng Đình Thị kìa. Lâu Chính Sư chậm rãi gật đầu lên tiếng: Có chư thiên thần đạo chung ở đây, cho dù chúng ta có chiến bại cũng có thể bảo toàn được thực lực. Đình Đạo Cực khẽ cau mày hỏi: Sao Lâu Sư Huynh lại bi quan như vậy? Vũ Lâm Quân toàn quân bị giết, mấy ngày nay Tuế Khinh Hồng Sư Huynh chỉ có thể tụ tập lại 100,000 tướng sĩ, cũng đều là tàn binh bại tướng, không gánh nổi trọng nhiệm. Lâu Chính Sư thở dài một cái nói: Hắn vẫn còn đang phải dưỡng thương, thương thế rất nặng, gần như là dầu hết đèn tắt rồi. Bản Kê Sư Huynh cũng chuyển tới tin tức hắn cũng bị Dịch Quân Vương đánh lén, Thủy Sư Bàn Hồ Thí tao ngộ đại bái, suýt chút nữa bước theo vết xe đổ của Tuế Kinh Hồng. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ có thể nhìn thấy viện quân của Lý Bích Quan và Ngự Thiên Quan đi tới Chấn Thiên Quan này, trận chiến này sẽ vô cùng gian nan đấy. Đình Đạo Cực nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thấp thanh nói: Sao, ngay cả Thủy Sư Bản Hồ Thí cũng đã bị Dịch Quân Vương đánh bại rồi sao? Lâu Chính Sư gật đầu nói: Hiện tại Bản Kê Sư Huynh đã trở về Đế Tinh, chuẩn bị mời đế binh của Bản Hồ Thị tới, lại tới Chấn Thiên Quan phục hắn. Bất quá hắn một lần đi về ít nhất cũng cần có thời gian nửa năm đằng đẵng, chúng ta chỉ cần thời gian nửa năm là được. Hay, Lâu Sư Huynh, ngươi bị Dịch Quân Vương đánh cho sợ hãi cả rồi, lại nói ra những lời nói bi ai đả thương tinh thần của chúng ta như vậy sao? Đình Đạo Cực mỉm cười nói: Con trai ta Phong Sầm đã được lệnh thành Tam Mục Thiên Đồng, ngày mai sẽ tới chức quan khiêu chiến, chỉ cần liếc mắt thôi sẽ liền chừng chết Dịch Quân Vương. Đã không còn Dịch Quân Vương, Chấn Thiên Quan dễ dàng có thể công phá được rồi. Lâu Chính Sư thở dài một tiếng nói: Cũng chỉ hy vọng như vậy, hiện tại ta cũng không dám khẳng định Phong Sầm hiện chất có thể chừng chết được hắn hay không. Bộ dáng của Đình Phong Sầm cực kỳ tự tin, mỉm cười nói: Lâu Sư Bá, ngày mai ngươi cứ việc nhìn thi thể của Dịch Quân Vương ngã xuống đi. Trong lòng của Lâu Chính Sư vạn phần mong đợi, hắn mỉm cười nói: Nếu ngươi có thể chừng chết được Dịch Quân Vương, trận chiến công phá Chấn Thiên Quan này, ngươi tuyệt đối sẽ được ghi một phần đại công. Đình Phong Sầm đại hỉ: Ngày mai Sư Bá cứ việc nhìn thủ đoạn của ta. Đình Đạo Cực lại nói: Đêm nay chúng ta hạ trại đóng quân, sáng ngày mai Lâu Sư Huynh an bài cho một gã chân thần đi khiêu chiến Dịch Quân Vương. Cho dù hắn ta không ứng chiến, chỉ cần hắn lộ diện, con trai của ta liền sẽ lướt mắt chừng chết hắn ta. Lâu Chính Sư gật đầu. Hai chi đại quân chạy tới trước Chấn Thiên Quan, suốt đêm hạ trại đóng quân. Lâu Chính Sư lo sợ suốt cả một đêm, lo lắng Trung Nhạc thừa dịp ban đêm đánh úp doanh trại, cũng may cuối cùng cũng không có phát sinh. Tới ngày hôm sau, Lâu Chính Sư tuyển chọn ra một gã chân thần xuất sắc nhất từ trong quân, hạ lệnh: Tử Ngư, ngươi tới chức quan khiêu chiến, chỉ đích danh khiêu chiến Dịch Quân Vương, bất luận là thắng hay bại đều sẽ ghi cho ngươi một công. Gã Tử Ngư chân thần kia nhận lệnh, vỗ lưng tọa kỵ thủy long thú của chính mình, tay cầm thủy long thương xông ra đại doanh, lao thẳng về phía Chấn Thiên Quan. Thủy long thú chạy tới chức quan, Tử Ngư chân thần ngẩng đầu khiêu chiến, cao giọng nói: Bên trong nghe đấy. Trên thành lâu, một đạo quang tiến bay ra xuyên thấu giữa chắn của hắn. Đại não của Tử Ngư chân thần bị một mũi tên bắn thủng, thi thể từ chân lưng thủy long thú lan xuống,
một luồng oan hồn bay trở về trong một tòa chư thiên, trong đại danh của thị sư thiên đình. Thủy long thú dùng mình một cái, lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng che lại toàn thân, quay đầu bỏ chạy rất nhanh, đã về tới đại doanh của thủy sư thiên đình. Lâu chính sư vừa sợ vừa giận: Dịch quần vương khốn kiếp mà không nói một lời đã bắn chết ái tướng của ta, hiện tại phải làm thế nào đây? Đình đạo cực nói: Nếu không lại chọn một gã chân thần khác tới chức quan khiêu chiến đi, vạn nhất lại bị bắn chết nữa thì sao? Lâu chính sư hỏi ngược lại: Vừa rồi có khả năng chỉ là bắn lầm, tử ngươi còn chưa kịp nói ra muốn khiêu chiến với dịch quân vương, trên lầu đã bắn tên xuống rồi. Đình đạo cực nói: Lần này không được đi tới gần như vậy, còn ở xa xa liền nói muốn khiêu chiến với dịch quân vương, thủ quân trên thành lâu sẽ lại không bắn tên rồi. Lâu chính sư gật đầu nói: Ái tướng của ta đã bị bắn chết một người, đạo cực huynh có phải nên phái cao thủ của hoàng đình thị ra khiêu chiến rồi không? Đình đạo cực thoáng chần chừ một chút, nhìn về phía một vị tộc lão rồi lên tiếng: Đạo phong, nữ nhi phong hy của ngươi cũng là chân thần, lại là nữ tử, tới chức quan khiêu chiến đi, dịch quân vương cũng sẽ không hạ lệnh bắn chết nàng đâu, hơn nữa nàng là nữ tử, nếu như dịch quân vương không dám ứng chiến chẳng phải là đã vứt hết mặt mũi rồi hay sao? Đình đạo phong gật đầu hạ lệnh để cho nữ nhi đình phong hy của mình xuất chiến rồi lên tiếng: Ngươi ra ngoài khiêu chiến ngàn vạn lần không nên tới gần, đứng ở đằng xa mà nói, trước phải nói rõ là muốn khiêu chiến với dịch quân vương, tránh cho trên thành lâu lại có kẻ bắn lén ngươi. Đình Phong Hy cưỡi trên tọa kỵ của chính mình lại là một con cửu đầu phong xà. Con phong xà này thân thể khổng lồ, chín cái đầu ngẩng lên thật cao. Đình Phong Hy đứng trên cái đầu trung tâm của phong xà, phong xà bò về phía trấn thiên quan. Đình Phong Hy đứng ở đằng xa cao giọng kêu chiến nói: Dịch quân vương, thiếp thân trước đây nghe nói ngươi bản lĩnh cao cường, chính là đệ nhất tương lai chư đế bảng, ta cũng là chân thần, ngươi muốn lĩnh giáo một phen, ngươi có dám ứng chiến hay không? Phong xà tiếp tục bò về phía trước. Đình Phong Hy lại gọi lớn nói: Đường đường là dịch quân vương, chẳng lẽ lại sợ hãi một nữ lưu như ta? Xoẹt. Trên thành lâu, mũi tên rào rào bắn súng như mưa. Đình Phong Hy không kịp kêu lên tiếng nào, đã bị vạn tiễn xuyên tâm bắn thành một con nhím. Mà con phong xà kia vẫn như cũ yên yên lành lành đứng ở nơi đấy. Trên thành lâu, một gã thần tướng ló đầu ra nói lớn: Nương nương nhà chúng ta nói rằng không thể để nữ tử tới rủ số lão gia nhà chúng ta được, nhất định là phải bắn chết đi, tránh cho bị lão gia nhà chúng ta bắt giữ rồi lại xảy ra rắc rối kìa, các ngươi hãy đổi một nam tử tới khiêu chiến đi. Đình đạo cực, Đình đạo phong và Lâu chính sư cực kỳ phẫn nộ, hận không thể lập tức giết vào trong quan. Một vị tộc lão vội vàng nói: Hắn nói đổi một nam tử, không bằng để cho một nam chân thần ra trận đi. Lâu chính sư cười lạnh nói: Ngươi đổi một nam nhân, chính là dịch quân vương không thể để nam tử tới dự dỗ nương nương nhà hắn ta rồi, cũng nhất định sẽ bắn chết hắn thôi. Vị tộc lão kia lúng ta lúng túng nói: Hắn sẽ không vô sỉ như vậy chứ? Lâu chính sư cả giận nói: Không tin, ngươi có thể thử xem. Đình đạo cực ra lệnh cho một gã nam chân thần hoàng đình thị xuất trận. Cũng không lâu lắm, tọa kỵ của gã nam chân thần kia một mình chạy trốn trở về, mà gã nam chân thần kia thì bị thủ quân chân thành bắn chết. Chủ công nhà ta nói rằng bộ dáng cái tên này quá anh tuấn, lo lắng hắn sẽ dụ dỗ nương nương nhà chúng ta, cho nên nhất định phải bắn chết đi. Chủ công có nói các ngươi đổi lại là một kẻ xấu một chút đi, tới đây khiêu chiến hắn sẽ ứng chiến. Đám người đình đạo cực tức giận không kiềm nổi: Dịch quân vương quả nhiên chính là vô sỉ như vậy. Lâu chính sư cười lạnh nói: Hắn còn có thể vô sỉ hơn gấp trăm lần nữa kìa. Nếu người phái ra một kẻ xấu, hắn lại càng có lý do. Nói bộ dáng của hắn quá xấu, nhất định phải bắn chết đi, tránh cho ra ngoài hù dọa người khác. Dù sao hắn cuối cùng cũng sẽ có lý do thôi. Đình Phong trầm không người nói: Các vị thúc bá, không cần lại phái chân thần ra khiêu chiến nữa đâu, để ta đích thân đi tới khiêu chiến. Cho dù bọn hắn có bắn tên cũng bắn không chết được ta. Ta dù sao cũng là một thần hoàng, chỉ là thần tiến của thủ quân, căn bản không làm gì được ta cả. Đám người đình đạo cực lướt nhìn nhau một cái, cũng đều yên lặng gật đầu. Lâu chính sư nói: Ta sẽ gieo vào trong thức hải của ngươi một đạo thần thông bảo mệnh. Nếu dịch quân vương không nói quy củ,
đạo thần thông này sẽ có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Tâm niệm của hắn khẽ động, chỉ thấy tinh thần va động biến thành một dòng thiên hà chui vào trong mi tâm của Đình Phong Sầm. Đình đạo cực cũng nói: ta cũng lưu lại trong thức hải của ngươi một đạo thần thông bảo mệnh. Dứt lời, hắn cũng thi triển một đạo thần thông giấu vào trong thức hải của Đình Phong Sầm. Mấy vị tộc lão khác cùng với mấy vị phó đô đốc thủy sư thiên đình cũng đều thi triển một đạo thần thông ẩn giấu vào trong thức hải của Đình Phong Sầm. Bọn họ mỉm cười nói: làm như vậy sẽ có thể đảm bảo không còn chút sai sót nào nữa rồi. Đình Phong Sầm cất bước đi ra ngoài, cười hăng hắc nói: hiện tại ta đã có thần thông bảo mệnh của các vị sứ bá sư thúc rồi. Nếu Dịch Quân Vương không chết đi, đó chính là thiên lý khó dung rồi. Người đâu, dẫn tọa kỵ của ta tới đây. Một con bạch tượng thật lớn được dắt tới. Con bạch tượng này có ba cái đầu, bộ dáng dị thường hùng võ, cũng là một vị thần hoàng. Đình Phong Sầm cưỡi trên bạch tượng, cất bước đi về phía Chấn Thiên Quan, cao giọng nói: Dịch Quân Vương, ngươi dù sao cũng là đệ nhất tương lai chư đế bảng, dùng chân thần tới khiêu chiến ngươi chính là ủy khuất cho ngươi rồi. Ta chính là Đình Phong Sầm của Hoàng Đình Thị, thực lực cấp bậc thần hoàng. Ngươi có dám ra đây đánh một trận với ta hay không? Ta cũng không có mang binh tới đây. Ta và ngươi đường đường chính chính đánh một trận thật công bằng, sinh tử do mệnh, thành bại tại trời. Trong Chấn Thiên Quan, Trung Nhạc và Chư Tướng nghe được đạo thanh âm này, Âm Phụ Khang cười lạnh nói: thần hoàng đi khiêu chiến với chân thần còn nói công bằng sao? Không bằng, để cho ta cái vị đế quân này tới đánh một trận với vị thần hoàng này sao? Đình Phong Sầm nghe được đạo thanh âm này, sắc mặt đại biến. Trung Nhạc nhìn ra bên ngoài, nhất thời ngẩn ngơ, mỉm cười nói: hóa ra là hắn. Trong thức hải của hắn, thanh âm tân hỏa vang lên: tên tiểu quỷ này là cái tên đã tu luyện Tam Mục Thiên Đồng Phá Vọng Thiên Kinh của Phục Khi Thị kìa. Tiểu tử này thật là âm hiểm, hắn hơn phân nửa là muốn dụ ngươi xuất hiện, sau đó dùng Tam Mục Thiên Đồng nửa thùng nước chừng chết ngươi rồi. Trung Nhạc mỉm cười nói: hẳn là như vậy rồi, vừa rồi đám chân thần kia tới khiêu chiến ta, đoán chừng cũng là có ý niệm đồng dạng. Tân Hỏa nói: Tam Mục Thiên Đồng cực kỳ nguy hiểm, mặc dù hắn tu luyện không được chính tông, thế nhưng nguyên lực cũng không tầm thường đâu. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động hỏi: so với người thì thế nào? So với ta sao? Tự nhiên là còn kém xa rất nhiều rồi. Đống lửa nhỏ dương dương đắc ý nói: Tam Mục Thiên Đồng Phá Vọng Thiên Kinh của ta là Hy Hạo Đế trực tiếp truyền cho và trong não hải của ta kìa, hoàn mỹ vô khuyết điểm. Nếu ta mượn nhục thân của ngươi thi triển Tam Mục Thiên Đồng, chính là tương đương với Hy Hạo Đế cảnh giới chân thần thi triển. Trung Nhạc đứng dậy, mỉm cười nói với đám người Âm Phụ Khang: nếu hắn đã muốn khiêu chiến với ta, vậy ta lập tức sẽ ra gặp hắn một lần. Trong đại danh của Hoàng Đình Thị, trong lòng đám người Đình Đạo Cực, Lâu Chính Sư, Đình Đạo Phong đột nhiên căng thẳng. Chỉ thấy trong Chấn Thiên Quan có hoa cái phiêu động, tinh kỳ bay lượn, đây là dấu hiệu chủ soái xuất động. Dịch Quân Vương rút cuộc đã nhịn không được nữa rồi. Đình Đạo Cực không nhịn được sự kích động trong lòng, cười hăng hắc nói: Lâu Sư Huynh, xem ra lần này con trai ta sẽ lập được đại công rồi. Tâm tình của Lâu Chính Sư cũng kích động không thôi, siết chặt nắm đấm, mỉm cười nói: công lao lần này của Phong Sầm Thái Tử, ta tất nhiên sẽ đúng sự mà tâu lên với Thiên Đế ban thưởng trọng hậu. Đạo Cực huynh, lệnh lang có thể nói là đã làm rạng rỡ tổ tông rồi. Dưới tán hoa cái phiêu phù, Trung Nhạc leo lên thành lâu của Chấn Thiên Quan. Đình Phong Sầm đại hỉ, mi tâm đột nhiên nứt ra, xuất hiện thần nhãn thứ ba. Cùng lúc đấy, trên mi tâm của Trung Nhạc cũng có một khỏa thần nhãn mở ra. Cả hai người đều có ba khỏa thần nhãn, đều đã luyện ra tam muội. Ba cặp thần nhãn đối diện với nhau, không chung một mảnh trắng tinh, sáu đạo thần quang giao thoa lướt qua. Hai ống tay áo của Trung Nhạc chấn động, thật lâu sau mới bình ổn trở lại. Màng bạch tượng dưới khố của Đình Phong Sầm đột nhiên quay người lại, cõng theo Đình Phong Sầm chạy về phía đại danh Hoàng Đình Thị. Đám người Đình Đạo Cực, Lâu Chính Sư vội vàng ra khỏi doanh trại tiếp đón. Chỉ thấy Đình Phong Sầm vẫn như cũ ngồi trên lưng bạch tượng, khuôn mặt cực kỳ sống động. Uy năng của Tam Mục Thiên Đồng thật sự quỷ dị. Đình Phong Sầm dùng Tam Mục Thiên Đồng đối nhãn với Trung Nhạc, bị thua không địch lại, hồn phi phách tán. Ngay cả thần thông bảo mệnh của đám người Lâu Chính Sư cũng không thể bảo trụ được tính mạng của hắn. Con trai ta, con trai ta! Trong đầu Đình Đạo Cực một mảnh ầm vang,
run rẩy vươn tay ra tiếp lấy thi thể của Đỉnh Phong Sầm từ trên lưng của Bạch Tượng. Trên người Đỉnh Phong Sầm một điểm vết thương cũng đều không có, thế nhưng nguyên thần đã bị chém nát, hồn tiêu phách tán, không còn khả năng chuyển thế. Ba quả thần nhãn của Đỉnh Phong Sầm vẫn như cũ trừng tròn xoe, bộ dáng uy phong lẫm lẫm, trên mặt còn mang theo thần sắc vui mừng. Hiển nhiên hắn tử vong chỉ trong một cái chớp mắt, nguyên thần trực tiếp bị động lực của đối phương chém chết. Thần thông bảo mệnh cấp đế quân mà bọn họ lưu lại trong thức hải của hắn cũng không có nửa phần tác dụng. Động lực của Tam Mục Thiên Đồng không hề xúc động tới đám thần thông này chút nào. Trong lòng Lâu Chính Sư đại chấn, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc khép lại, khôi phục lại như lúc ban đầu. Tam Mục Thiên Đồng phá vọng thiên kinh, hắn cũng biết Tam Mục Thiên Đồng phá vọng thiên kinh sao? Hơn nữa càng cao minh hơn Đỉnh Phong Sầm một bậc. Trong đầu của Lâu Chính Sư một mảnh hỗn loạn. Hắn là chân thần, cho dù có chiến lực thần hoàng, đồng dạng là Tam Mục Thiên Đồng cũng không có khả năng liếc mắt chừng chết Đỉnh Phong Sầm cường giả đẳng cấp này được. Chẳng lẽ Tam Mục Thiên Đồng của hắn mới là chính tông sao? Hắn biến thành bộ dạng của Vô Kỵ Tiên Sinh, lẻn vào thế ngoại chi địa, rốt cuộc đã học trộm được bao nhiêu tuyệt học của Phục Khi Thị rồi đấy? Trong lòng của hắn một mảnh lạnh lẽo. Hắn đã học được tuyệt học của Phục Khi Thị, nghĩ muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy nữa rồi. Mau công thành! Đột nhiên hai tròng mắt của Đỉnh Đạo Cực đỏ bừng, hung ác thét lớn hai tiếng công thành. Trong lòng Lâu Chính Sư cả kinh, vội vàng lắc đầu nói: Đạo Cực huynh, chúng ta mới vừa đi tới dưới quan, đại quân hai nhà còn chưa diễn luyện, phối hợp cũng không được hoàn mỹ, không bằng trước đợi hai ngày để cho hai quân diễn luyện một phen, sau khi quen thuộc rồi mới hãy công thành đi. Đỉnh Đạo Cực cười lại một tiếng, phất ống tay áo nói: Chỉ là một tiểu quan nhỏ bé, trong nháy mắt sẽ có thể phá được, cần gì phải diễn luyện đây. Lâu sư huynh, người đi đối phó với thủy sư Âm Khang Thị là được, những chuyện còn lại cứ giao cho Hoàng Đình Thị chúng ta. Hắn đột nhiên quát lớn: Nổi trống lên, vang chuông, công thành cho ta. Tiếng trống ngầm ầm vang vọng, sau đó chư thiên thần đạo chung chấn động. Trong tiếng chuông, đại quân Hoàng Đình Thị giống như thủy triều phóng vọt về phía Chấn Thiên Quan, mà tiếng chuông kia hào hào đáng đáng trùng kích Chấn Thiên Quan, thậm chí còn kích động tinh hà dâng trào, sóng lớn ngập trời nghiền ép về phía cửa thành của Chấn Thiên Quan. Đúng lúc này, một cây thần thụ rơi vào trong tinh hà, cắm rễ xuống tinh hà. Cây thần thụ từ từ dâng cao, ngăn cản tiếng chuông và sóng biển ngập trời. Vô số thân ảnh thần ma trên từng thành chấn động, chư thần trong Chấn Thiên Quan nghiêm túc chuẩn bị. Lâu Chính Sư nhìn về phía đại quân Hoàng Đình Thị, khẽ nhíu mày. Thời điểm đại quân Hoàng Đình Thị xông ra, hàng ngũ chỉnh tề, nhưng thời điểm chạy tới bên cạnh tinh hà, trận hình cũng đã tán loạn. Trong lòng Lâu Chính Sư không khỏi thầm than một tiếng. Hoàng Đình Thị mặc dù là đế tộc, nhưng đã mấy vạn năm chưa từng trải qua đại chiến, quân bị không nghiêm, hiển nhiên kỷ luật xa xa không xâm nghiêm bằng tiên thiên cấm quân của Trung Nhạc. Trận chiến này tuy binh lực của chúng ta mạnh hơn, nhưng chỉ sợ không chiếm được bất luận tiện nghi gì rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lâu Chính Sư lại không thể trơ mắt nhìn Hoàng Đình Thị đơn độc công thành được, lập tức hạ lệnh cho Thủy Sư Thiên Đình xuất động giết vào tinh hà. Vô số chiến hạm lâu thuyền trong tinh hà dương buồm xuất phát, vạn buồm san sát, ngàn thuyền lướt nhanh. Thủy sư của Thiên Đình và Thủy sư Âm Khang Thị ở mặt dưới tinh hà tao ngộ với nhau. Trên Chấn Thiên Hà đỉnh của Âm Khang Thị đè xuống, ép tới mức tinh hà không dậy nổi một tia sóng gợn. Còn trong Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị, vô số chúng sinh nhao nhao tế tự Chấn Thiên Hà đỉnh, khiến cho uy năng của kiện thần đỉnh này càng khủng bố hơn. Lâu Chính Sư nổi giận gầm lên một tiếng, một mình đứng trong tinh hà, nước sông dâng lên tới thắt lưng, biến thành một gã cự thần đỉnh thiên lập địa, nhấc lên sóng gió ngập trời, đối kháng với Chấn Thiên Hà đỉnh. Mà ở mặt trên thiên hà, tạo vật chủ Hoàng Đình Thị dùng nhục thân của chính mình làm cầu, bắc ngang qua tinh hà, để cho vô số đại quân Hoàng Đình Thị từ trên thân thể của chính mình chạy tới bờ đối diện. Thân là đế tộc, tạo vật chủ Hoàng Đình Thị vô cùng đông đảo, từng vị tạo vật chủ phủ phục xuống, thân thể cao lớn hình thành mặt cầu. Trên lưng bọn họ, vô số thần ma Hoàng Đình Thị giống như vô số côn trùng chi chi chít chít, điên cuồng phóng vọt về phía Chấn Thiên Quan. Cũng có thần ma nỗ lực bay lên, nhưng vừa chạm vào đám phong cấm trên không Chấn Thiên Quan, nhục thân và nguyên thần trực tiếp tan rã, chết oan chết uổng. Đám thần ma còn lại thấy thế, vừa vàng thành thật phóng chạy trên người của tạo vật chủ. Mà vào lúc này, trong Chấn Thiên Quan, từng tòa chư thiên đột nhiên đại phóng dị thải, lực lượng chư thiên cuộn cuộn
đánh vào trong thiên hà. Mặt sông dâng trào sóng gió mãnh liệt, tinh quang phun trào, tinh thủy sao động, tinh sa bay lượn, thổi quét thẳng tới, cuốn không biết bao nhiêu cao thủ của Hoàng Đình Thị vào trong dòng tinh hà. Cho dù là đám tạo vật chủ kia cũng bị sóng lớn trùng kích, khiến cho nhục thân trăm ngàn lỗ thủng, từng tên không ngừng kêu rên đau đớn. Từng vị tộc lão của Hoàng Đình Thị nhao nhao giết về phía thiên hà, chấn áp sóng gió của thiên hà, tế khởi chư thiên của mỗi người, chống đỡ lực lượng của chư thiên trong chấn thiên quan. Giữa không trung nhất thời hiện ra thần quang muôn hồng ngàn tía, ầm ầm va chạm với nhau. Mà vào lúc này, cửa thành đột nhiên mở rộng, từng chi đại quân giết ra, dẫn đầu chính là đám tạo vật chủ đỉnh cao bọn ba hoàng của Phỉ Di thần tộc, Tranh Hoàng của Tranh tộc. Bọn họ không nói lời nào, lập tức công kích về phía đám tạo vật chủ Hoàng Đình Thị, dùng thân làm cầu kia, đánh cho đám tạo vật chủ kia rơi vào trong tinh hà. Cường giả Hoàng Đình Thị trên lưng đám tạo vật chủ kia, từng tên bị tinh hà bao phủ. Sau đấy, đám tạo vật chủ đỉnh cao bọn ba hoàng cũng nhảy vào trong tinh hà, ở trong dòng sông chém giết với các vị tạo vật chủ của Hoàng Đình Thị. Vô số cự thú ở trong nước lúc ẩn lúc hiện, giết tới long trời lở đất. Mau lót cầu! Đình đạo cực giống giận một tiếng. Đám cường giả Hoàng Đình Thị phía sau lập tức tức khởi, từng khối thần mộc bản nhao nhao chạy về phía mặt sông. Cùng lúc đấy, trong cửa thành bờ bên kia cũng bay ra vô số khối thần mộc bản, cũng nhao nhao chạy lên mặt sông, không thể phân ra là cầu do phe nào lót ra. Đại quân của Hoàng Đình Thị từ phía sau ào ào phóng tới, lôi cuốn đám thần ma Hoàng Đình Thị ở phía trước phóng vọt về phía cửa thành đối diện. Bọn họ vọt tới một nửa thì từng khối thần mộc bản đột nhiên bay lên, rút lên khỏi mặt sông. Đám thần ma phía sau nhao nhao vọt tới, đẩy vô số thần ma phía trước rơi vào trong dòng sông, bị tinh thủy cọ rửa, nhất thời biến thành bạch cốt. Tiếp theo bạch cốt cũng nhao nhao vỡ vụn. Từng tòa chư thiên bay tới, ngăn chặn đám chư thiên trong chiến thiên quan. Hơn 10 vị đế quân Hoàng Đình Thị vươn tay chụp về phía tinh hà, vớt từ trong dòng sông lên từng đám tinh sa, ném mạnh lên trên không trung. Chỉ thấy tinh sa biến thành bầu trời đầy sao. Sau đấy, đám đế quân kia há miệng phun ra một đạo đại đạo, sâu chuỗi từng khỏa ngôi sao lại, tạo thành một đạo tinh kiều thật dài ở trên tinh hà. Đám cường giả Hoàng Đình Thị lập tức leo lên tinh kiều, nối đuôi nhau tuôn trào về phía chấn thiên quan. Đột nhiên trong dòng sông dâng lên sóng lớn, một con cự xà hai đuôi mở ra cái miệng to như chậu máu, cắn về phía đám cường giả của Hoàng Đình Thị. Phỉ Di thần tốc, thật là nhiều chuyến. Một vị đế quân Hoàng Đình Thị leo lên tinh kiều, hừ lạnh một tiếng, sau đầu bay ra một đạo kim quang, xoay quanh cái đầu của ba hoàng một vòng. Cái đầu thật lớn của ba hoàng nhất thời rơi xuống trong tinh hà. Đột nhiên thân thể không đầu của ba hoàng lại mọc ra một cái đầu khác, cũng không dám lại làm càn, lập tức chui vào trong tinh hà, biến mất không thấy đâu nữa. Thân ngoại thân của Phỉ Di thần tộc sao? Vị đế quân kia kinh ngạc, thế nhưng cũng không để ở trong lòng. Ba hoàng mặc dù là hoàng của Phỉ Di thần tộc, nhưng so với một đế quân đẳng cấp như hắn vẫn còn kém hơn rất nhiều. Những đế quân Hoàng Đình Thị còn lại leo lên tinh kiều cùng với đại quân công thành. Trong tinh hà phía dưới, vô số tạo vật chủ hình thể thật lớn đang không ngừng gây sóng gió. Phù Tăng thần thụ và chư thiên thần đạo chung lại càng là nhiều lần giao phong với nhau. Vô số sợi rễ hấp thu năng lượng của tinh hà, ngàn cành vạn nhánh cùng nhau chống lại chư thiên thần đạo chung. Uy năng của chư thiên thần đạo chung mạnh mẽ khôn cùng, thế nhưng cũng không thể nào lướt qua được tinh hà. Mà trên tầng thành, tiên thiên cấm quân nhấc lên nỗ huyền xa, không ngừng bắn về phía đám đế quân Hoàng Đình Thị, ngăn cản bước chân của họ. Còn có vô số thần quang pháo không ngừng bắn về phía tinh kiều, nỗ lực oanh gãy tinh kiều, giết chết đám thần ma ở trên cầu. Ngoài mặt tường thành còn răng ra thiên la địa võng, ngăn cản đám thần ma Hoàng Đình Thị bám vào tường thành leo lên. Tướng sĩ trên tường thành tay cầm trường thương đâm giết đám thần ma Hoàng Đình Thị đang treo ở trên lưới. Một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới, một vị đế quân giết tới dưới cửa thành, tới khỏi một mặt thần kính. Quang mang trong thần kính như trụ, không ngừng oanh kích cửa thành, khiến cho ngay cả thành lâu cũng không ngừng run rẩy. Mau, lập tức tế tinh quang kính! Kim Hà Hề lớn tiếng hạ lệnh, trong thành nhất thời dâng lên ngàn vạn tấm gương, cấu thành một mảnh thiên mạc, chiếu rọi vô số tinh quang trong tinh hà. Ngàn vạn đạo quang mang chiếu xạ xuống, không biết bao nhiêu thần ma Hoàng Đình Thị nhất thời bị kính quang chiếu vào khiến cho bốc hơi. Tế cờ! Đình đạo cực gầm lên một tiếng, đích thân leo lên tinh kiều, chỉ thấy ngàn vạn cây đại kỳ nhao nhao xuất hiện ở trên không trung.
Bàn tay của Đỉnh Đạo Cực liên tục vươn ra, cầm lên từng cây đại kỳ, vung tay phóng ra. Vô số cây đại kỳ bắn vào trên không trung của Chấn Thiên Quan, cắm vào trên những tấm gương kia, mặt cờ mở ra ngăn cản kính quang. Phi Vân Xa! Đỉnh Đạo Cực lại quát lớn, từng chiếc Phi Vân Xa bay tới. Đám thần ma trên xe tế khởi Phi Vân Xa, vô số sợi thăng mây thật dài khoác lên trên tầng thành. Vô số thần ma điên cuồng dọc theo thăng mây mà bỏ lên trên. Kim Hà Hề lập tức truyền lệnh: mau treo lồng đèn thần dương, đốt Thái Dương Châu lên. Từng cây đèn lồng được treo lên trên tường thành. Vô số tướng sĩ Kim Ô Thị nhao nhao biến thành Kim Ô, bay vào trong đèn lồng. Trong đèn lồng nhất thời thần hỏa bốc lên hừng hực, giống như từng con nộ long bay ra, đốt cháy từng chiếc Phi Vân Xa và từng sợi dây thăng mây. Chi quân đội Kim Ô Thị này là của hồi môn của nàng, số lượng cũng không nhiều lắm. Lồng đèn thần dương cũng là vật hồi môn, hiện tại cũng đều bị nàng dùng vào trong chiến trường. Đỉnh Đạo Cực giận dữ, mạnh mẽ dứt lên thành lâu. Đúng lúc này, hậu phương đại quân của Hoàng Đình Thị đột nhiên đại loạn. Đại quân chín chấn 12 bảo từ phía sau lưng bọn họ giết tới, xé rách hậu phương đại quân Hoàng Đình Thị. Ở phía trước, Trung Nhạc thu toàn bộ tiên thiên cấm quân trên tường thành vào trong bắt trận đồ, thôi động tiên thiên bắt quái ở trên thành lâu ngăn cản Đỉnh Đạo Cực. Đỉnh Đạo Cực căn bản không thể giết vào Chấn Thiên Quan được. Đúng lúc này, từng vị đế quân Hoàng Đình Thị leo lên thành lâu bao vây Trung Nhạc lại. Đột nhiên một tiếng cười lớn truyền tới: Dịch Quân Vương, Ngự Thiên Quan tới viện trợ. Rồi lại có một tiếng cười lớn khác truyền tới: Dịch Quân Vương, viện quân Lữ Bích Quan ta cũng đã tới rồi. Đỉnh Đạo Cực vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đa Âm Đế Quân và Phủ Nhai Đế Quân mỗi người xuất lĩnh ngàn vạn thần ma từ hai cánh sông tới, giết vào chiến trường. Lữ Bích phi thành thật lớn và Ngự Thiên phi bảo va đụng lung tung. Vô số tướng sĩ thần ma trên Lữ Bích phi thành tế khởi ngàn vạn thần binh, ma thần binh tàn sát bốn phía. Mà trên Ngự Thiên phi bảo thì quang tiễn phóng ra như mưa bắn về phía Hoàng Đình Thị. Trong Lữ Bích phi thành và Ngự Thiên phi bảo lại có cự nhân nổi trống, tiếng trống vang vọng thiên ngoại, dư khí dâng cao. Đa Âm Đế Quân và Phủ Nhai Đế Quân rất nhanh đã giết lên thành lâu, hội hợp với Trung Nhạc. Lùi, mau lùi, mau lùi về phía sau. Lâu Chính Sư đột nhiên hạ lệnh cho Thủy Sư Thiên Đình lùi ra khỏi chiến trường. Bản thân hắn thì tới khởi Thiên Hà trận đồ, biến thành một đạo tinh luân thật lớn, va chạm với Chấn Thiên Hà Đỉnh một cái, bước lùi Thủy Sư Âm Khang Thị, rồi cao giọng nói: Đạo Cực huynh, mau lùi về phía sau. Trong lòng của Đỉnh Đạo Cực một mảnh lạnh lẽo, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy đại quân Hoàng Đình Thị tử thương thảm trọng, bại cục đã định, chỉ đành thầm than một tiếng, truyền lệnh xuống: Binh sĩ Hoàng Đình Thị lui ra khỏi chiến trường nhanh. Hắn cùng với hơn 10 vị tộc lão đích thân đoạn hậu ngăn cản tiên thiên cấm quân, Lữ Bích Quan và Ngự Thiên Quan truy kích. Bất quá đám người Phù Lê, Phù Liệt và Mục Tô Ca xuất lĩnh đại quân từ hai cánh tiến công, không ngừng tầm ăn dỗi, vẫn khiến cho Hoàng Đình Thị tổn binh hại tướng vô số. Trận chém giết này giằng co suốt mười mấy ngày, cuối cùng Lâu Chính Sư và Đỉnh Đạo Cực rút cuộc lui về phía sau hai tinh địa, mượn chư thiên thần đạo chung bước lui đại quân của Chấn Thiên Quan, Lữ Bích Quan và Ngự Thiên Quan. Trung Nhạc đứng trên thành lâu nhìn về phía trước quan, chỉ thấy tướng sĩ của tiên thiên cấm quân đang lúc quét dọn chiến trường. Trận ác chiến này khiến cho khắp nơi trên chiến trường đều là thi thể, đầy mặt đất đều làm vỡ thần binh, còn có không ít thần ma tàn phế ngã vào trong vũng máu, không thể đuổi kịp bộ đội lui lại. Hỏa quang thiêu đốt thường hực chiếu sáng đám thi thể trong chiến trường, bóng ảnh lay động sáng tới bất định. À! Trên chiến trường, một gã chân thần Hoàng Đình Thị ôm lấy một cỗ thi thể phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế. Hai chân của hắn đã bị chặt đứt, cỗ thi thể trong ngực hắn hẳn là thân nhân của hắn. Hắn há miệng lớn, tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng bởi vì quá bi ai, toàn bộ ngôn ngữ đã tới trên mép cũng không có lực để mà thốt ra được, chỉ có thể phát ra thanh âm a a, đó là tiếng khóc xé lòng. Thống soái đoài trận của tiên thiên cấm quân Lê Hoa tiến lên phía trước, khom người nói: Sư huynh, ta xuất thủ rất nhanh, sẽ không có thống khổ. Gã chân thần Hoàng Đình Thị kia ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn nàng. Lê Hoa chém ra một đạo quang mang, cái đầu của gã chân thần Hoàng Đình Thị kia liền rơi xuống đất. Trên lâu thành, Trung Nhạc liền thở dài một tiếng. Phủ Nhai Đế Quân cũng nhìn thấy một màn này, lạnh nhạt nói: Dịch Quân Vương, chiến tranh chính là như vậy.
cuộc chiến đoạt đế, làm sao phân biệt chính nghĩa và tà ác đây? Chúng ta, những kẻ cầm binh này, bất quá chỉ là một con dao nhỏ ở trong cuộc chiến đoạt đế mà thôi, chuyên đâm về phía đối thủ, không đâm chết đối thủ liền sẽ bị đối thủ đâm chết mà thôi. Hắn đã hơn 8 vạn tuổi, thế sự xoay vần, đã trải qua rất nhiều trận chiến dịch, đối với một màn trước mắt này đã nhìn giết thành quen. Chiến tranh không có chính nghĩa, chiến tranh không có chính nghĩa sao? Trung Nhạc lẩm bẩm, đột nhiên lắc đầu nói: Bảo toàn tướng sĩ bộ hạ của chính mình chính là chính nghĩa. Phủ Nha đế quân thoáng ngẩn người, gật đầu một cái rồi mỉm cười nói: Lời nói của tiên sinh cũng có chút đạo lý, bất quá những tồn tại tranh đoạt đế vị kia thật sự sẽ quan tâm tới tính mạng của các tướng sĩ bộ hạ chúng ta hay sao? Trung Nhạc cực kỳ nghiêm túc nói: Bọn họ không quan tâm, nhưng ta quan tâm, cho nên vì để bảo toàn toàn bộ bộ hạ của chúng ta nhất định phải thắng lợi, không ngừng thắng lợi kìa. Phủ Nhai đế quân trầm mặc, Đa Âm đế quân khẽ gảy cây đàn tỳ bà trong ngực, tiếng tỳ bà vang lên sụt sùi, lắc đầu nói: Làm gì có chi đội quân nào vĩnh viễn chiến thắng đấy, một lần bại trận liền đã đủ tam xương nát thịt rồi. Trên chiến trường, một màn tương tự không phải là số ít, không ngừng diễn ra. Nhân tử với địch nhân chính là tàn nhẫn với người của chính mình. Mặc dù trận chiến này vô cùng tàn khốc, kích khởi lòng tương hại trong lòng bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không thể không thống hạ sát thủ được.